Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Series Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay kênh Series Việt Nam sẽ làm cái video tổng hợp về những cái hình ảnh, những cái video đẹp về cái hội thi xe tải đẹp được tổ chức tại Mỹ Đình vừa qua. Thì trong các cái thước phim, các cái thước video mà Series Việt Nam ghi lại được thì sẽ thể hiện được những cái quy mô và những cái nội dung mà cuộc thi xe tải đẹp này muốn truyền tải cho những người xem, những người dùng, những cái cá nhân mà đang sở hữu các cái loại xe tải, những cái cá nhân mà đang có nhu cầu muốn mua xe và tìm hiểu xe. Đây là cái gian hàng, các bạn có thể nhìn thấy cái gian hàng của CNA Việt Nam là cái gian hàng đầu tiên với ba cái xe chủ đạo. Thứ nhất là xe X30V2 như trong hình ảnh các bạn xem đây. Bên mình có bày rất là nhiều các standee ra ngoài. Tâm điểm của nó là hai chiếc xe X30 được sơn trên mình dòng chữ cùng Việt Nam vươn mình ra biển lớn, và chiếc xe thùng cánh rơi bán hàng lưu động của thương hiệu gà rán Chicky. Ở bên trái các bạn thì đó là những cái xe tải của anh em trong hội. Họ cũng trang trí xe và đem xe đến để dự thi trong cái chương trình lần này. Đây là gian hàng của Phô Tông, xe Phô Tông Trường Giang. Cuối buổi triển lãm thì tất cả các anh em cũng có tập hợp và chụp cảnh lưu niệm để lưu giữ lại các cái khoảnh khắc. Qua đó thì ban tổ chức cũng muốn đóng góp những ý kiến để hoàn thiện hơn, để tổ chức được tốt hơn trong các cái lần triển lãm tiếp theo của các năm sau. Mọi cái đóng góp thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Nếu các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu về các loại xe của Dumen thì các bạn có thể gọi vào số điện thoại của mình là 098 77 333 22, hoặc để lại comment ở bên dưới video. Xin chân thành cảm ơn các bạn.